Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em đã gửi cho tôi cái phần quà qua hình thức donate. Tôi xin được cảm ơn anh em Đinh Hoàng Nam đã donate cho tôi qua tài khoản ngân hàng BIDV. Đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn các anh em Mạnh Lê, anh em Sơn, anh em Trần Dương và anh em Việt Đăng. Cảm ơn các anh em đã gửi những cái phần quà cho tôi qua hình thức Super Chat. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bên cạnh đó tôi cũng xin được cảm ơn anh em Thọ Nguyễn, anh em Mạnh Hùng, anh em Phạm Minh Tuấn, bạn Quỳnh và anh em Trần Quang Hùng đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Một lần nữa xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất với cái sự biết ơn và vô cùng trân trọng những cái món quà mà anh em dành tặng cho tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Clip ngày hôm nay là một clip đặc biệt, clip chúc mừng sinh nhật của anh em Quang Trần. Đối với các anh em mà xem kênh tôi lâu năm thì chắc là tôi nghĩ là các anh em không lạ gì anh em Quang Trần nữa. Anh em Quang Trần là một trong những anh em hội viên đầu tiên ở trên kênh và anh em đã theo dõi tôi từ rất lâu rồi. Với tất cả những cái gì mà anh em Quang Trần đã đóng góp cho kênh thì ngày hôm nay nhân cái ngày sinh nhật của anh em Quang Trần, tôi làm video clip này như một món quà thay cho lời cảm ơn của tôi gửi tới anh em Quang Trần. Chúc anh em sang tuổi mới gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, công việc ổn định, gia đình êm ấm và hạnh phúc. Và ngày 11 tháng 12 là sinh nhật của anh em Quang Trần. Anh em Quang Trần có mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ God kết hợp với Agali Clyde để làm cái món quà sinh nhật cho anh em Quang Trần. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi cái bộ God kết hợp với cả Agali Clyde anh em nhé. Cái bộ God kết hợp với Agali Clyde thì nó sẽ chơi, nó có rất nhiều cái lineup có thể chơi được. Một trong những cái lineup đấy có thể kể đến như là lineup God đỏ, God 6 đỏ kẹp với Agali Clyde, hoặc là God Shaman kẹp với cả Agali Clyde, hoặc chúng ta có thể chơi God Clyde, God 6 Clyde kẹp Agali Clyde, thì nó ở trong cái bộ Clyde luôn. Tôi nghĩ là cái bộ đấy nó rất hay và nó khá là mạnh nếu mà kết hợp Agali Clyde kết hợp với cả Clyde cộng God. Tôi đánh giá cái bộ mà Agali Clyde kết hợp với cả 4 God và 6 Clyde thì chắc là nó mạnh nhất trong ba cái bộ mà tôi vừa mới kể ở trên. Tất cả những cái line up mà cái con tướng co của anh em ấy, cái con dồn đồ ấy, nó nằm ở trong cái bộ của nó thì lúc nào nó cũng sẽ là mạnh nhất anh em nhá. Đấy, còn một cái con tướng mà nó kẹp vào cái bộ khác ấy thì cái sức mạnh của nó sẽ giảm đi một chút so với cả cái sức mạnh thật sự của nó. Thế nên là hôm nay tôi sẽ chơi God Agali Clyde kết hợp với cả 6 Clyde và 4 God anh em nhá. Và thật là trùng hợp khi mà đây cũng là yêu cầu của anh em Trần Dương. Anh em Trần Dương cũng yêu cầu tôi chơi cái bộ này. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Tôi cũng giống như mọi ngày, tôi chốt đồ sớm, lấy những cái món đồ trấn phái để giữ máu anh em nhá. Có những cái món đồ mà lấy được luôn thì lấy thôi. Chắc chắn là nó sẽ có một cái giáp xoay cho cái bộ này. Đấy, giáp xoay là sẽ phải có, nên là chúng ta sẽ lấy trước. Có đồ nó sẽ khác hẳn đấy anh em ạ. Ui, hai con súng. Ôi, có đam mê nhỉ? Không, thực ra là nếu mà bình thường là nếu mà như này là tôi sẵn sàng là tôi quay xe tôi chơi sát thủ kẹp súng đấy anh em ạ. 9 sát thủ kẹp súng rất khỏe trong cái thời điểm hiện tại anh em nhá. Cái bộ đấy bây giờ nhiều người sờ farm lắm, nhiều người sờ farm lắm. Tôi chơi trận nào cũng gặp ít nhất là một người chơi đấy, một người chơi là assassin kẹp súng. Rồi để xem nào, không biết là trận này có ai chơi không. À đấy, ui rồi, anh em thấy không, tôi nói rồi, trận này là có một người chơi này. Một người chơi assassin kẹp súng, súng kẹp với 9 assassin fake Long LH anh em nhá. Trận này Long LH chơi. Càng lái. Nói chung là cái bộ đấy là cái bộ mà khá là mạnh, tương đối mạnh, vào top dễ anh em ạ. Chơi chỉ có top thôi. Đấy, tôi chơi tôi toàn top cao. Chơi bộ đấy ít nhất là top 2, không có top 3 đâu anh em ạ. Tôi chơi toàn top 2 thôi. Đấy, còn nếu mà để nói mà cái bộ đấy so với meta hiện tại thì nó cũng gọi là mạnh, chơi dễ vào top. Đấy, cũng không ngán những cái bộ meta bây giờ như là cái bộ Beat hay là bộ Clyde. Kể cả là Shaman kẹp cọc thì nói chung là cũng không ngại lắm đâu. Cái cọc nó chỉ ngại ấy khi mà anh em không biết counter thôi. Còn anh em biết counter cọc thì anh em không ngại nhá. Counter ngọc làm nào counter cọc. Cọc nó mất máu nhiều bởi những cái con đánh xa. Anh em cứ lấy những cái con đánh xa, anh em dí gần vào cái cọc là xong. Đấy,
cho những cái con đánh xa làm nào để đánh được cái cọc sớm. Chứ anh em đừng có để cái con ở trong cái bộ đấy là có mấy cái con assassin là đánh gần đúng không? Rồi mấy cái con như là cái con Greater ấy, Dominator ấy là đánh gần mà anh em lại để nó sát vào cái cọc ấy. Anh em để vào cọc là anh em sai lầm luôn, là anh em sẽ bị counter. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em cho súng bắn cọc đầu tiên, anh em cho những con tay dài bắn cọc đầu tiên thì cái câu chuyện nó khác. Cái cọc nó chỉ có 30 máu thôi mà mấy cái con tay dài ấy. Đây nhá, tôi tính cho anh em nhá. Mấy con tay dài ấy đánh mỗi lần mất 3 máu, đúng không? 3 máu cọc. Thế là chỉ có mỗi con đánh coi như là 2 phát thôi thì là anh em chỉ cần khoảng 5 con mỗi con đánh 2 phát. Đấy, 5 con tay dài mỗi con đánh 2 phát thì là cọc bay rồi, bay màu rồi anh em ạ. Đấy. Nên cái bộ đấy thì thực ra là tôi nghĩ là cọc với Saman thì nó không là vấn đề. Chỉ có cái đội hình cọc kẹp với cả 6 assassin ý, thì cái bộ đấy thì đúng là đáng sợ thật. Thì cái bộ súng assassin thì nó sợ thật. Đấy, bộ đấy thì nói chung là nó cái bộ 6 assassin nó xếp vào cái tier 1 rồi, mạnh nhất trong meta rồi, thì nói chung là không thể ăn được. Đấy, còn những cái bộ khác thì ăn thoải mái. Beat thì chắc là đấm như con luôn. Đấy, Greater thì nói chung là 1-1, cũng chưa biết là thằng nào ăn thằng nào đâu. Đấy, còn Clyde thì chắc chắn là ăn được rồi. Clyde thì ăn được. Clyde tối thượng thì chưa chắc. Chưa chắc, có thể là 1-1 thôi, cũng chỉ là gọi là 50-50. Đấy, chứ còn nếu mà Clyde mà chưa lên được 11 ấy thì chưa kẹp được 6 Glacier, 6 Clyde thì cái câu chuyện nó cũng chưa biết được đâu. Đấy. Khỏe lắm. Ôi. Ê, thằng này bạn tôi mà. Thằng hot 1108 này bạn tôi mà. Thằng này fan kênh luôn anh em ạ. Ui giời ơi, không hiểu sao gặp thằng này. Thằng này nó là fan tôi đấy, người Hàn Quốc anh em ạ. Thằng này đang top server luôn anh em ạ. Ui, không hiểu sao bây giờ để ý. Thằng này nhá, tôi biết nó chơi cái gì, anh em nhìn lòng hoàng thì thôi, nhưng mà nó là Feather đấy anh em. Một chuyên gia về Feather luôn. Kinh ấy, trận này vãi đái thật. Gặp toàn mấy ông top server như này thì cũng ảo ma Calada quá nhở. Chưa thấy một trận đấu nào mà gặp nhiều top server như trận đấu này luôn. Điểm sơ sơ là có 4 ông Queen trên 2000 điểm rồi. Đấy, trong đấy nó có cả tôi nhá, tôi tính là tôi. Dã man. Càng đấy. Khó thật đấy. Rồi up cấp luôn. Giữ máu anh em ơi. Không thắng thì cũng giữ máu, mà thắng thì có công nghệ max roll free. Round này có lên bán bớt đi để mua con God of War không nhỉ? Round này có ăn được không? Ui, thằng Clyde xanh thế. Không được rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Round này không ăn được. Clyde xanh quá, 4 Clyde rồi. 4 Clyde kẹp được cả human và xanh vậy. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Thua, thua, thua. Round này không ăn được. Ui rồi, lại lém một con đấy để thua chắc rồi. Mua God of War. Bán con này đi, mua God of War. Ok. Chơi God Clyde mà. Chơi God Clyde mà. Đừng có quên nha, là chơi God Clyde đấy, chứ không phải là chơi Clyde đâu. Và cũng không phải là chơi Goblin đâu. Nên nhớ phải mua những cái con mà thuộc tộc God, về thuộc cái bộ Clyde. Trận này nói chung là tôi thấy là khá là căng. Khó đấy, khó đấy anh em ạ. Tôi thì tôi không biết ở trong cái con game này nó có bao nhiêu queen, nhưng mà tôi biết có ít nhất là 4 ông. Tôi biết bởi vì là mấy cái ông này điểm cao nên tôi biết. Đấy, cái thằng Hàn Quốc vừa nãy này. Đấy, thằng Hot 1108 là thằng này thì nó là bạn tôi nên tôi biết. Tôi kết bạn với nó mà. Kết bạn nó trong game và nó cũng là fan ở trên kênh Game Today. Đấy, xem có xem đấy, xem rất nhiều, gặp ở trong game này đâu thể nói gì thôi. Ủa, không biết là có phải nó đang âm thầm nó chuẩn bị nó xử mình không nhỉ? Có khi nào là nó đang âm thầm nó xử mình không nhỉ? Sợ thật đấy. Ui, tôi lại cắt chuỗi ở thằng này này. Được quá nhờ, Tuấn ơi. Được đấy, thế là cũng đỡ thọt tiền. Đấy, tôi đang có một cái thắc mắc là không biết là có phải nó đang âm thầm xử tôi không mà nó im lặng đến thế. Nó gặp thần tượng nó không chào. Anh em không tin tí nữa tôi show cho anh em xem. Không, anh em lại bảo tôi bốc phép nhá. Rồi rồi, để tôi tính xem là round sau gặp thằng nào đã. Round sau là gặp Long Lửa Hát. Long Lửa Hát cũng là rank queen. Đấy, cũng điểm cũng rơi vào tầm khoảng 2000 điểm rồi.
anh em nói chung là sẽ có nhiều anh em đến cái đoạn này sẽ bảo tôi bốc phét. Được rồi, ok anh em cứ đợi đến cuối game rồi hết game này tôi cho anh em xem là hai cái thằng Hàn Quốc này nó kết bạn với tôi và tôi cũng kết bạn với nó. Đấy. Thằng này là ngày trước nhá là nó còn PM tôi ở trong fanpage cơ anh em ạ. À. Đấy, chứ không phải là ở đâu. Để tí nữa tôi cho anh em xem cái thằng này tại sao tôi lại nhớ, bởi vì là thằng này này nó có một cái cách đánh nó là nó chơi nó chỉ sờ farm Feather thôi. Nó chỉ chơi Feather thôi anh em ạ. Đấy, chỉ chơi Feather nhá, mà chơi rất hay. Nó phải gọi là chuyên gia bố của Feather rồi. Đấy, cái bộ Feather nhá, phải nói là nó sinh ra để cho mày chơi. Đấy, anh em không tin thì tí nữa tôi cho anh em xem lịch sử của nó. Không anh em lại bảo tôi bốc phét nhá. Còn nếu mà anh em có đam mê bộ Feather, muốn học hỏi cái bộ Feather thì anh em đây, anh em cứ tí nữa tôi cho anh em cái ID của nó, anh em follow nó là anh em sẽ biết cái cách chơi của bộ Feather nó như nào. Đó gọi là Pro Player Feather thôi anh em ạ. Ôi trận này nhầm tí. Đấy mải nói không phải roll. Round này không phải roll. Gặp thằng Eco mà tôi lại đi roll thế này. Gặp Eco mà chắc chắn round này thắng rồi. Nhưng mà thôi không sao, roll cái thì đẩy nó nhiều máu hơn. Thế cũng được. Thế cũng là ổn. Đẩy nó nhiều máu hơn thì cũng tốt. Ok. Rồi, chúng ta sẽ có thêm công nghệ mech này. Round này chúng ta cũng sẽ có không có human. Nhưng mà không sao, có công nghệ mech được rồi. Chúng ta có một cái chiến thắng ở round này. Long LH này là tí nữa chơi assassin ấy, khá là nguy hiểm. Assassin kẹp súng. Đấy, Eco chơi cái bộ đấy. Thực ra với cái bộ assassin 9 assassin kẹp súng ấy, theo kinh nghiệm của tôi chơi cái bộ đấy thì cũng phải gọi là tạm ổn. Đấy, nếu mà chưa nói là hay nhá thì cũng gọi là cũng gọi là được đấy. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì không nên chơi Eco. Bộ đấy là phải chơi đánh chuỗi thắng. Assassin rất dễ chơi để đánh chuỗi thắng. Đấy, mà cái bộ đấy là xây dựng từ bộ Hunter mà. Mà chơi từ bộ Hunter thì sao lại phải đánh chuỗi thua nhỉ? Đánh nó mệt mỏi. Đánh chuỗi thua là nó rất là mệt mỏi anh em ạ. Tại sao không đánh chuỗi thắng? Đấy, cái lý do là nếu mà chơi một cái bộ mà xây dựng từ bộ Hunter hay là xây dựng từ bộ Assassin là một trong những cái bộ mà đầu game đánh khỏe. Phải tận dụng được cái sức mạnh của cái bộ đấy đầu game chứ. Bây giờ lại chơi Eco không khác gì là đánh với kiểu đánh beat hay là đánh Clay đâu. Đấy, những cái bộ mà đánh yếu giai đoạn đầu game thì lại không Eco. Anh em thấy không? Tôi đang đánh Clay là một trong những cái bộ yếu ở đầu game này mà tôi vẫn đang đánh chuỗi thắng. Đấy, tôi đang không Eco. Chưa hẳn là đánh chuỗi thắng nhưng mà cũng đang không Eco nha anh em nhá. Thế mà lại nó đánh cái bộ mà nó được quyền là đánh chuỗi thắng ở đầu game mà nó lại đi Eco. Thế thì nó lại bị sai sách quá. Thôi rồi. 6 Clay rồi. 6 Clay ở level 7. 6 Clay ở level 7. Ok. Rồi. Và với một cái đội hình như này thì tôi lại phải khẳng định với anh em luôn là khả năng là cắt chuỗi lần thứ hai nó sẽ rất là cao ấy nhá. Mặc dù là tiền thì nó gọi là không còn một đồng nào nữa. Đấy, hết sạch tiền luôn. Đấy, nhưng mà lại được cái là nó mạnh anh em ạ. Mà nó mạnh thì là thế nào? Nó mạnh sẽ giúp chúng ta chiến thắng để có tiền. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là ui cắt chuỗi là có tiền rồi anh em ơi. Tôi tỉnh lắm anh em ạ. Tôi giữ cái con zipper, tôi dồn đồ zipper, tôi đánh cái thằng này này. Tính toán đấy anh em ơi, không có chuyện là tự nhiên nó lại thế đâu. Ôi anh em thấy không? Thằng này nó chơi Clay mà con zipper ấy đam cây nó sắt thân thuần. Anh em thấy không? Thế là tôi cắt chuỗi cho thằng này dễ như không luôn. Xin cái chuỗi nhá, hai lần cắt chuỗi anh em ạ. Thế là lại có tiền. Ui giời ơi, tiền bây giờ nó lại là có rồi. Thế không thành vấn đề anh em ơi. Đấy, mà lại xin nhắc lại lần nữa là God Clay nha anh em nhá. Rồi cái nữa này. Ai à, được rồi, từ từ đã. Xem nào, bài này thì liệu rằng có thể giữ chuỗi tiếp được không, hay là chúng ta sẽ phải roll hết tiền. Từ từ nha, để đánh giá đội hình đã. Xem là địch thế nào nào. Trông có vẻ hơi sợ ấy nhở. Nhưng mà round 14 rồi. Thôi round sau. Round sau, round 16 tôi sẽ phải xả tiền một đoạn nữa. Ok, lại gặp thằng bạn này. Thằng này tôi đảm bảo với anh em là nó đang âm thầm vào đấm tôi đấy. Hoặc là nó chưa nhận ra tôi. Đấy. Hoặc là nó nghĩ tôi là đang là fake. Chắc là như thế.
Thôi được rồi. Mình cũng phải có cái tự kiêu của mình. Đấy, mình không thể làm mà mình chào trước được. Phải để nó chào trước, mình chào lại thôi. Ok. Đấy anh em ơi, tôi có chuỗi này. Anh em thấy không? Ổn chưa? Rồi. Cứ đánh từ tốn. Mặc dù là tôi không lấy đồ cho con Live Blitz Live đâu nhá. Đấy, tôi không hề lấy đồ cho Live Blitz Live, nhưng mà tôi vẫn giữ được cái chuỗi. Đấy, đến cái đoạn này sẽ có nhiều cái thằng anti fan. Đấy, những cái thằng hater tôi, những cái thằng ghét tôi, nó sẽ bảo là tôi đang chơi về mày đấy. Ok mày, ok ok thôi. Nó sẽ nghĩ là tôi chơi về mày đấy, nên là với một cái đội hình mà nó như này mà tôi lại có thể giữ được chuỗi rồi cắt chuỗi được hai lần. Ừ, nó lại lạ như thế. Lạ thật. Rồi bây giờ nếu mà lên được 8 ấy, tôi nghĩ là nếu mà lên 8 thì chúng ta sẽ bỏ cái con shipper thôi. À, lên được 8 thì nó sẽ là gót rồi. Chúng ta sẽ chơi gót và chúng ta dồn đồ cho. Hiện tại ở đây chúng ta có một con này có thể dồn đồ được. Đấy chính là con Evil. Ôi thôi chết rồi anh em ơi. Đồ cái kiểu gì thế này? Búa xét ạ. Búa xét đây là lại phải chuyển co sang ấy à. Sang Live Blitz Live anh em à. Ôi thôi đúng rồi anh em ơi. Ui ui toàn đồ đánh tay ạ. Rồi xong rồi. Nhưng mà để giữ được cái chuỗi này thì tôi sẽ phải chốt đồ sớm thôi anh em ạ. Tôi sẽ không có giữ đồ đâu. Từ từ đã. Tôi nghĩ là sẽ phải roll. Roll ở level 7 thôi anh em ơi. Không up 8 đâu. Bây giờ từ từ nha. Để tôi xem nào. Tôi sẽ chốt cái hai tia luôn cho con Live Blitz Live. Ôi kìa. Đâu có hai tia đâu rồi. Ui bị lỗi à. Đây. Hai tiêu của set luôn. Hai tiêu của set luôn cho Live Blitz Live. Không up lên 8 vội anh em nhé, bởi vì thế này này, nếu mà up lên 8 ấy thì chúng ta sẽ bỏ gót vào, nhưng mà bây giờ ấy co của chúng ta lại chuyển sang là Live Blitz Live rồi, nên là cứ bình tĩnh á. Giữ tiền á anh em. Bình tĩnh chưa? Hết sức bình tĩnh. Thằng này queen này. Thằng này queen này. Thằng này queen, điểm cao lắm. Thằng này cũng là điểm cũng trong top server nên là tôi biết cái thằng này. Đấy. Về trong trận đấu này là có bốn ông queen là tôi, Long LH, cái thằng Alatolic này và cái thằng hot 1080. Đấy là đánh queen, còn những cái ông còn lại tôi không biết. Rồi tôi nghĩ là phải roll rồi anh em ạ. Đây phải roll thôi, chưa áp vội anh em nhá. Roll đã, ở level 7 roll cái đã nào. Rồi được rồi đấy. Được rồi, lên 8 rồi anh em ạ. Rồi, lên 8. Bây giờ là có cái con God of War nó làm co. Nó đánh được. Ở level 8 là kẹp God được. Rồi, chúng ta sẽ dồn đồ. Ok. Đội hình này chưa ổn anh em nhá. Đội hình này vẫn chưa ổn đâu. Round sau tôi lại roll tiếp. Tôi sẽ phải roll để kiếm Live Blitz Live 2 sao. Chỉ có như thế tôi mới có thể giữ được cái chuỗi này thôi. Live Blitz Live 1 sao này thì nói chung là bây giờ đang là dồn đồ, nên là cái quan trọng là cái con co là phải lên được 2 sao nhá. Cứ cái con dồn đồ là anh em phải lên được 2 sao thì anh em mới có thể giữ được chuỗi. Đấy. Cái nguyên tắc của chơi nó là như thế. Nên là cái trận này là lại tiếp tục roll thôi. Hết tiền cũng phải roll anh em. Ê, tôi ngại gì hết tiền đâu. Tôi ngại là mất máu mất chuỗi. Bởi vì chơi cái bộ này của anh em Quang Trần nó rất khó chứ nó không hề đơn giản nha anh em nhá. Nhất là đang đánh ở cái mức rank queen và có rất nhiều top server như cái trận đấu này. Tôi phải nói thật với anh em là cái bộ God Clay là một trong những cái bộ rất khó. Rất khó chơi đấy, không đơn giản đâu. Nên là chúng ta sẽ phải giữ máu. Ok, roll hết tiền rồi. Hết tiền để giữ được cái chuối, đừng có ngại anh em ạ. Đen nhờ, hết tiền rồi đây này. Hết sạch tiền rồi mà không lên được cái con Agali lên hay sao anh em ạ. Quá đen luôn ấy. Phát cuối nữa nào. Ui giời ơi. Cay thật. Không được rồi. Ui gặp Long LH này. Long LH này xả hết tiền để ăn tôi đây này. Ra lại bộ xin rồi. Đủ bộ 9 xin rồi. Càng đấy. Cũng kẹp được vào bộ Wizard với kẹp được 3 Assassin, ra được cả Sailing. Ấy à, căng đấy bạn ơi.
Chết rồi, tôi bị chết mất cái con đấy rồi. Con Light Blade Light rồi. Ơ nhưng mà chưa chắc mất chuỗi cơ. Ơ như nào. Ôi trời ơi. Cái quả vừa rồi là chính là cái cú mà tôi phải khẳng định với anh em luôn nhá. Là tuyên bố là Long LH là chuẩn bị đóng hòm. Tôi khẳng định với anh em luôn, chơi cái bộ đấy mà như thế là chắc chắn là đi rồi. Không nói nhiều anh em ạ. Không cắt được chuỗi nhá. Eco máu bây giờ tụt sâu chỉ còn 32 máu. Chắc chắn là tôi nghĩ là top không top 7 top 8 thôi anh em ạ. Đấy, mà không có top 7 top 8 thì chắc là cũng chỉ là ngoi ngóp ở lên top 6. Bây giờ cái cửa gì mà lật được đây? Đấy. Thôi xong. Đấy. Ảo ma Calada. Rồi, thôi được rồi. Rồi còn chúng ta thì bây giờ thì chúng ta ok rồi đấy. Ồ trận này có thằng là chơi spirit. 6 spirit hả? Chơi kiểu này là kẹp 6 spirit đây này. 6 spirit fake à? Đúng không? Càng ấy nhưng mà cũng sắp đi rồi này. Ui xôi ơi. Cũng sắp đi rồi. Anh em ơi tôi giữ được chuỗi anh em ạ. Tốt quá. Đó. Thế thôi. Đơn giản là thế thôi. Mặc kệ nó. Tôi tiền nó không quan trọng với tôi đâu. Cái quan trọng tiền thì nó cũng quan trọng. Nhưng mà quan trọng hơn ý nó là chúng ta có một cái đội hình mạnh để chúng ta giữ máu, giữ chuỗi. Giữ chuỗi là có tiền mà. Có tiền là tí nữa là lúc về late game là có đồ ấy thì nó lại khác anh em ạ. Đến sống đến round 25 rồi có đồ đạc các thứ. Rồi tự nhiên lại câu kéo được nhiều thời gian lại ra được cái con cá lông chẳng hạn thì nó chốt rồi. Xong rồi. Đấy. Chúng ta giữ cái chuỗi này đến tận round 20. Anh em thấy trận này tôi chơi nói chung là nó gọi là perfect luôn. Thực ra chơi thì có trận hay, có trận đánh thì nó không hay. Nhưng mà trận này thì phải nói thật với anh em là hay. Hay thì nó mới giữ chơi như này chứ đúng không anh em. Đấy. Cái hay ở đây ấy, thì nó phụ thuộc vào nhiều thứ. Nhưng mà quan trọng nhất đó chính là cái thời điểm xả tiền hợp lý. Đấy, đánh giá đội hình hợp lý để có thể là giữ được cái chuỗi. Giữ tiền, giữ tiền này rồi thì là form đội hình hợp lý. Đấy. Thì trận này tôi làm được cái điều đấy. Chính vì thế là trận này đánh nó rất là ok. Rồi Light Blade Light này thì không mua nữa anh em nha. Một con tạm rồi, giữ máu thôi. Tí nữa bán Light Blade Light. Light Blade Light sẽ thay cho con cá lông thôi. Tí nữa cá lông vào thay cho con này. Rồi tạm thời thì bây giờ tôi đang có chuỗi nên là tiền nó cũng sẽ sớm là lên 50 tiền thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi đang tính xem có việc là tôi roll tiếp để tôi xả một phát tôi kiếm mấy con Agali không. Cho trận này anh em Quang Trần yêu cầu tôi chơi Agali Clay nhưng mà Agali Clay bây giờ mới một sao anh em ạ. Ui cay thế nhở, cay thật sự luôn đấy. Ui lại Long LH này gặp tôi lần nữa, đây là cái cơ hội cuối cho Long LH để cắt chuỗi tôi. Nhưng mà có ăn nổi không đây, cũng lên được cáo 2 sao rồi, kẹp 9 assassin đấy, kẹp 9 assassin cáo 2 đấy. Nhưng mà Light Blade Light của tôi vẫn sống anh em ạ. Ui rồi tôi đâu lấy đấu hồng thật rồi. Ôi xôi ơi, đấy anh em ơi, tôi bảo rồi. Không đơn giản đâu anh em ơi. Đấy. Kể cả là chơi cái bộ mà nó mạnh, không đơn giản khi mà đánh ở cái bức rank này. Khả năng bay màu là rất cao anh em nhá. Kể cả là top server cầm cái bộ đang là meta cực kỳ mạnh nhưng vẫn có thể bay màu bình thường, top 8 bình thường. Đấy. Đấy chính là cái hay của cái rank này đấy. Anh em, tôi thì cũng top 8 bình thường mà. Tôi chơi tôi cũng top 8 bình thường thôi. Đấy, không thể nào nói trước được điều gì ở cái rank này đâu anh em ạ. Chúng ta không thể nói trước điều gì được đâu. Khó lắm, không dễ đâu anh em. Đấy, với những cái trận đấu ở mức rank cao thì cái việc mà anh em là queen cũng không ai dám tự tin là anh em có thể là được top cao cả. Đấy. Cũng sẽ có trận này trận kia thôi. Này Saman đây này. Saman này, Saman kẹp xin à. Ok Saman kẹp 3 assassin. Ui khỏe lắm anh em ơi. Chết rồi không ổn không ổn. Round này nó biến ra là con zipper tôi. Khả năng tôi toang mất. Tôi xong rồi. Đã zipper là còn gấu 2 nữa. Đỡ nó được đấy. Xong rồi anh em ơi. Chết rồi. Light Blade Light quay đầu này thì tôi đi rồi. À ui ôi hết tiền luôn ạ. Đùa chứ tôi vừa mới up hết tiền để tôi giữ chuỗi xong. Tôi up cấp lên cấp 9 tôi lại mất chuỗi luôn. Mới cay. Ô mẹ. Ở một cái diễn biến khác thì cái thằng Queen khác nó lại ăn được chuỗi của tôi.
Ôi ôi, thôi được rồi, có ca lông thì cũng an ủi được ít nhiều. Cũng an ủi được một chút chút, chút chút. Có đồ rồi. Ui ôi, anh em ơi, anh em Quang Trần, tôi nói thật với anh em Quang Trần là cái trận đấu này anh em phải thông cảm, hết sức thông cảm cho tôi. Bởi vì thực ra là con Agali ấy, nó đéo ra anh em ạ. Anh em thấy không? Thế nên là thôi, xin phép anh em là cho tôi chuyển co sang đánh ca lông anh em nhá, cho nó chắc kèo. Cho nó chắc kèo thôi. Tí nữa Agali lên 3 sao rồi tôi lại dồn đồ cho Agali. Đấy nhá anh em nhá. Đấy, anh em đồng ý không? Anh em đồng ý không? Đấy, tôi nghĩ là như thế là nó hợp lý. Đấy. Bây giờ là cứ giữ máu đã anh em, giữ máu đã, giữ máu. Đấy, giữ máu tốt lắm. Giữ máu vẫn 89 máu luôn anh em ạ. Mặc dù là đấy anh em thấy không? Tôi cũng hết tiền rồi nhưng mà máu tôi còn nhiều. Bây giờ tôi lại đứng để yên ở đây rồi, tôi để im thôi. Bây giờ là cái bộ này nó form là đủ bộ rồi. Úi giời anh em ơi, đúng thật luôn, Long LH top 8, anh em thấy tôi là có chính xác không? Và Long LH sau khi bay màu thì đã để lại cho tôi cái bling. Quá tuyệt vời. Anh em thấy không? Tôi dự đoán tôi chỉ có chính xác thôi. Chơi có những cái lineup mà anh em chơi eco là anh em đặt cược vào cái vị trí top 8. Đấy, phải nói thật với anh em. Đó là ván bài rồi, nó là một cái ván bài mà anh em phải đặt cược. Ra được bài thì là sống, còn không ra thì là chết. Đấy. Cái bộ đấy nó là như thế. Eco, đấy, cái tốc độ trận đấu đẩy rất nhanh, máu tụt rất nhanh. Và trong cái thời gian eco là phải ra được con Grim sớm. Cái bộ đấy nó cần con Grim mà, đúng không? Súng là cũng phải là lên 2 sao sớm. Đấy, rồi thì nó có rất nhiều cái nó phải ra. Đấy, như gấu phải lên được 2 sao, ít nhất là lên 2 sao để có tăng cơ. Đấy, phải ra được cái con Dominator. Không ra được Dominator thì cũng là toang thôi. Anh em thấy không? Có nhiều điều kiện. Thế nên là để thỏa mãn được cái điều kiện đấy thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chơi với cái một cái tâm thế là một cái người nhiều máu. Đấy, để có thể kéo dài thời gian để câu kéo để ra được những cái con đấy. Chứ còn nếu mà chơi ít máu quá thì cái khả năng toang rất cao. Mà đến cái lúc mà máu nó thấp rồi ấy, nó nhanh mất máu ấy, thì cái lúc đấy là cái lúc hoảng lắm anh em. Cái lúc đấy là cái lúc mà xả một phát hết tiền luôn. Mà hết tiền luôn thì chắc chắn rồi, làm gì ra có mà nó ra được cái rau đấy, ra được hết cho anh em. Chắc chắn không thể nào mà có chuyện là đến cái lúc mà anh em coi như là máu nó chỉ còn có mười mấy máu, anh em giữ 50 tiền anh em roll được. Thế thì anh em lại có giống một cái người nào đấy. Bình tĩnh quá, chắc chắn rồi, không thể bình tĩnh được như thế đâu anh em ạ. Nhất là ở những cái mức rank cao như này thì nói chung là khó lắm. Tốc độ trận đấu round 25 bay màu gần hết. Anh em thấy đây, nhìn đi, anh em nhìn đi. Đấy, chỉ còn có 5 người, anh em thấy tốc độ trận đấu nó đẩy nhanh khủng khiếp như thế cơ mà. Thế là làm gì có cái chuyện là lúc đấy mà coi như là tà 50 tiền mà roll đâu. Anh em ơi. Tôi nói thật, máu giảm xuống 30 máu ấy là lúc đấy là có, là xả hết tiền rồi, chứ còn chả phải đợi đến 15 máu đâu. Rồi, ở đây tôi có cái ba tia trần phái, cái bộ này tôi ghép luôn rồi. Đấy chính là cái lý do làm sao mà chơi cái bộ đấy thì không nên chơi chữ thua. Chơi chữ thua ấy, đến lúc mà hết máu rồi thì coi như là luôn tụt quần. Súng mà không lên được 3 thì cũng chết rồi anh em ạ. Luôn nhanh lắm. Đấy, còn tôi chơi bây giờ tôi có 89 máu. Mà cái bộ này ấy, cái bộ God Clive thì nó lại không phải là chơi ở 12, nó cũng không phải chơi ở 11, nó cũng không phải chơi ở level 10, mà nó lại chơi ở level 9 thôi. Tức là kể từ bây giờ ấy là tôi có thể form nguyên cái đội hình này, tôi giữ đến hết game được luôn. Mà tôi không phải lên 10 nữa. Tức là tôi bây giờ tôi chỉ dừng lại ở 9, tôi luôn 3 sao thôi. Đấy, cái câu chuyện của nó là một cái line up mà khi mà chúng ta form được đúng cái tình huống của nó, đúng cái line up của nó thì nó sẽ mạnh. Đấy, và chúng ta không cần thiết chúng ta phải mắc cái level, chúng ta không cần phải mắc level. Chúng ta không phải tham quá nhiều vào cái việc là tăng level lên level 10 làm gì cả. Bởi vì ở 9 cái bộ đấy là nó là ở 9 là nó chơi được rồi. Đấy. Thoải mái đến late game luôn, siêu late game luôn. Khi mà cái bộ này lên 9 được rồi thì thoải mái mà giữ máu ở 9 thôi. Đấy, anh em thấy thậm chí tôi còn chiến thắng cái này chứ tôi đã thua đâu. Anh em thấy không? Ok chưa? Ui, tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy, lại sắp chuẩn bị là có thêm hai ông nữa sắp đi rồi. Tốc độ rất nhanh. Theo tôi đến round 28 là sẽ có thêm một người đi nữa. Và đến round 30 chắc chỉ còn 3 người chơi với nhau thôi. Ok, bây giờ tầm này tôi có thể chấp nhận tôi mất máu được anh em nhé. Chấp nhận mất máu và chúng ta mỗi round chúng ta sẽ mất một chút máu thôi. Tôi nghĩ là không nhiều. Mỗi round khoảng 5-6 máu là được rồi. Đấy, chúng ta còn 89 máu, một cái con số rất là nhiều. Chúng ta có thể thoải mái, chúng ta đốt máu đến khoảng tầm 50 máu rồi chúng ta, lúc đấy chúng ta form được 50 tiền. Đấy, mà ở trong cái giai đoạn 50 đô bắt đầu roll, tata roll ở cái giai đoạn này nó là hợp lý. Khi mà chúng ta form được đủ bộ.
Đấy, bởi vì cái từ cái khoảng cách mà 2 sao lên 3 sao thì nó là một cái khoảng cách nó rất là dài. Đấy, chúng ta sẽ có một cái lượng tiền lớn, chúng ta roll. Ok. Thôi tầm này thua cũng được rồi, không vấn đề đâu anh em nhá. Đấy. Rất là ổn luôn. Ok. Đó, sẽ có những cái người đi tiếp theo rồi. Ví dụ ở đây sẽ là một cái người mà đi tiếp theo này. Ok, form cái bộ Hunter kẹp với cả God Gear các thứ tôi cũng chưa hiểu lắm. Cái bộ này là nó như nào. Bây giờ nó có khá nhiều cái bộ mới nhá anh em nhá, meta mới tôi chưa khám phá được hết đâu. Nhưng mà nó có thêm những cái bộ ví dụ như là 3 Hunter kẹp với cả 6 đỏ này. Ui mạnh lắm anh em. Anh em chơi chưa? 3 Hunter kẹp 6 đỏ cực kỳ hay luôn. Nếu mà anh em chưa chơi thì anh em hãy đợi những cái clip tiếp theo của tôi nhá. Đấy, tôi chỉ có lời thế thôi. Còn anh em chưa biết thì hãy đợi những cái clip tiếp theo. Sẽ ra những cái bộ cực kỳ hay và cực kỳ mạnh mà nó chưa bao giờ xuất hiện luôn ấy. Nhưng mà meta mới này nó sẽ xuất hiện cho anh em xem. Khỏe lắm anh em ạ. Hunter mà chỉ có chơi 3 Hunter thôi nhá, nhưng mà kẹp với cả 6 đỏ. Anh em thấy không? Nó mạnh. Nghe thì nó thấy nó chả có cái gì nó mạnh luôn. Đấy là anh em mới nghe thì thế thôi. Nhưng mà khi mà anh em xem tôi chơi đấy, xong anh em vẫn chưa tin thì anh em lại thử chơi thì anh em mới biết được cái sức mạnh của nó mạnh đến cỡ như nào. Đấy, anh em phải thử. Nhưng mà thôi, cái câu chuyện đấy thì anh em hãy đợi đi. Hãy đợi như đến những cái clip tiếp theo của tôi. Sẽ có những cái clip có những cái bộ siêu bì kỳ, những cái bộ cực kỳ mạnh anh em nhá. Rồi. Ui, gặp thằng bạn này. Ui, thằng bạn chơi hay phết nhỉ. Thằng bạn chơi hay phết đấy. Chơi hay phết đấy. Anh em cũng có thể thấy thằng bạn tôi nó chơi phe giờ này này. Lấy giờ không nhắc đến thôi chứ đấy, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cái gậy gai đây rồi anh em ơi. Bởi vì tôi biết được thằng này nó chơi phe giờ mà. Ồ. Tôi đã biết cái thằng này chơi phe giờ từ lúc mà tôi bắt đầu nhận ra cái thằng bạn tôi nó vào trong game này nó gặp tôi rồi. Nó âm thầm đánh tôi mà. Đấy, âm thầm tí nữa xử lý tôi thì mới gáy thôi. Nhưng mà liệu rằng tôi có thể cắt chuỗi được không? Tôi nghĩ là khó. Đấy, chưa có cái cửa gì ăn ở cái con cây ở đâu. Con cây này nó hồi máu anh em ạ. Muốn ăn được con này nó phải có cái gậy như ý mới ăn được. Chưa ăn được. Nhưng mà cái trận này thì ít nhất thì cũng cắt được cái chuỗi của nó, không cho nó quá xanh. Hay nó chơi thì nó có một cái kiểu chơi rất hay. Nếu mà anh em để ý trong trận đấu này. Tôi thì tôi xem thằng này nhiều nên là tôi vừa nãy rồi tôi cũng không có chú ý lắm với cái thằng này. Mà tôi biết cái cách chơi của nó. Nếu mà anh em cần là xem lại thì anh em có thể tua lại trận đấu diễn biến ở trận đấu này, anh em sẽ thấy. Còn tôi cũng xin được tóm tắt qua cái cách chơi của thằng này. Đây là một cái chuyên gia về Feather anh em nhá. Và cái cách chơi của nó là như nào? Là nó sẽ chơi ở level cực thấp nhá anh em nhá. Nó chỉ chơi ở level 7 thôi. Có những cái lúc ấy mà nó sẽ chơi ở level 6. Đấy, nó chỉ chơi ở level 6 thôi. Nó kiếm đủ 9 Feather ở level 6. Ở trong trận đấu này thì tôi để ý là nó chơi ở level 7. Và ở chỉ đánh ở 7 thôi nhá. Roll hết tiền luôn ở level 7. Roll hết tiền để lên được 3 sao, full 3 sao, sau đó rồi mới up 8. Nếu mà nó chơi ở level 6 ấy thì thường thì nó sẽ là ba con Feather, là có cái con cây này, con Tabu Witcher và con thỏ. Đấy, ba con này nó sẽ đưa lên 3 sao. Còn nếu mà nó đánh ở level 7 thì nó sẽ thêm con súng. Đấy, nó sẽ thêm con súng nữa để lên 3 sao. Đấy, cái cách chơi của nó là như thế anh em nhá. Thì khi mà nó chơi thì nó chỉ khô máu ở level 7 thôi và nó sẽ roll lên ít nhất là khoảng 3 con lên 3 sao. Thì nó bắt đầu nó mới up cấp lên 8. Đấy, lên 8 thì nó sẽ kẹp thêm một Doom. Đấy, cách chơi của nó như thế. Thì tôi cũng, bởi vì là tôi lắm được, bởi vì tôi xem nó chơi nhiều. Đấy, tôi cũng học tập nó. Thì bởi vì là tôi cũng gọi là trau dồi kiến thức thôi. Cái bộ này không phải là cái bộ, nói chung là đánh hay của tôi. Nên là tôi cũng học thêm những cái người chuyên gia. Thì cái cách chơi của nó thế. Còn nếu mà anh em muốn chi tiết hơn ấy, muốn gọi là học tập cái bộ Feather mà đánh ở cái mức rank Queen ấy, gọi là hai rank top server, thì anh em có thể theo dõi cái thằng Hot 101108 nhá. Thằng này thì nói chung là nếu mà tôi đánh giá ở trong cái con game này thì nó cũng phải thuộc top 10 những cái người mà chơi Feather hay nhất ở trong con game này đấy. Anh em có thể là theo dõi nó và học theo đấy. Còn ID thì tí nữa tôi sẽ show cho anh em xem. Thực ra là tôi cũng phải show, chắc chắn là tí nữa tôi cũng phải cho anh em xem. Để anh em coi như là không bảo tôi là bốc phét, không bảo tôi là nói điêu. Chả qua là ông thấy thằng này nó đánh Feather, đánh trận này được top cao thì ông mới nói thằng này là top server, rồi thằng này là chuyên gia về Feather thôi. Anh em lại bảo tôi nói điêu, hoặc là tôi lại nhận vơ thằng này là bạn tôi. Thì vui rồi anh em ơi. Tí nữa tôi cho anh em xem. Đấy, có theo dõi hẳn hoi chứ không phải là bốc phét nhá anh em nhá. Có theo dõi này, rồi có kết bạn này, rồi thì làm gì là
cho anh em xem là chuyên gia Feather sơ farm này nó như nào. Sơ farm chắc là chục trận liên tiếp Feather chứ không ít đâu anh em ạ. Rồi thôi, round này tôi sẽ lấy cái giáp xoay nhá anh em nhá. Tạm thời lấy cái giáp xoay đã. Cái giáp xoay này thì tôi sẽ có thể là chống được cái bọn Feather. Chống được bọn Feather tạm thời. Chưa có gậy như ý anh em ạ. Đấy, chưa có gậy như ý thì lấy giáp xoay chống Feather. Mặc dù chúng ta không đấm được nhưng mà cái giáp xoay nó sẽ đấm được nhá anh em nhá. Giáp xoay nó sẽ xoay và nó sẽ gây được đam cho cái bọn Feather. Đấy, tạm thời nó sẽ là như thế. Rồi, bây giờ thì 50 đô. Chúng ta có 50 đô, chúng ta đang ở level 9. Chúng ta đang có 78 máu. Tuyệt vời. Bây giờ thì bắt đầu là chúng ta mới thật sự nó đã chơi này. Thật sự bây giờ mới là form bài này. Đấy, rồi. Anh em có thấy là thằng này bây giờ nó cũng đã lên được 9 rồi. Và khi mà lên 9 thì nó cũng sẽ kẹp được hai con súng 2 sao vào thôi. Đấy, và nó kẹp thêm con Doom vào level 8. Thực ra là bây giờ co của nó là cái con thỏ ấy. Co của nó là cái con thỏ. Thì cái con thỏ của nó là nó lên được 3 sao rồi. Con Tabu nó lên 3 sao và con cây lên được 3 sao thì nó có thể lên được 9. Thậm chí là nó lên 10. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ ở 9 và nó luôn súng thôi. Chứ còn lên 10 bây giờ thì nó cũng chả có kẹp được cái con nào vào đâu. Tốt nhất là luôn ở 9. Đấy, sau đó thì kiếm thêm, chả may kiếm được thêm con Dark Spirit hay con Bom hay là con gì đấy, con Doom 2 cho vào, đấy, thế đó. Súng lên được 3 thì vẫn được. Lên 10 thì nó phải có cái gì đấy, cơ sở thì nó mới lên 10 cơ. Còn thường thì bọn tôi chơi thì bọn tôi cũng không chơi ở 10 đâu anh em. Như là cái bộ tôi đang chơi này thì tôi cũng không lên 10, tôi chơi ở 9 thôi. Rồi, ngôn tiếp thôi. Không ổn. Đôn nhiều thế mà chưa ra cái... Anh em Quang Trần, tôi phải nói thật với anh em là cái này nó là không phải là do tôi anh em. Tôi rôn nhiều như này mà vẫn chưa ra là con Agali. Không thể tin được là nó lại như thế. Khi mà tôi nói với anh em là tôi chơi cái bộ God Clive Agali thì là máy nó cấm tôi chơi cái bộ này luôn. Thật sự là như thế luôn. Có thể như là máy nó nghe những cái gì mà tôi đang nói với anh em. Có phải không nhỉ? Rồi. Hiện tại tôi vẫn đang ổn nha anh em nhá. Đấy, hiện tại vẫn đang ổn. Vẫn có thể ăn được cái thằng này. Có thể ăn hoặc là không ăn. Đấy. Hòa thì cũng là được thôi. Hòa thì là cả hai thằng đều không mất máu. Ừ, cũng được. Nói chung là không ăn được thì là cũng hòa thôi. Hòa là có mất máu thì cũng mất ít thôi mà. Cái round vừa lấy tôi thua rồi mất có 5 máu. Đấy, round này tôi lại thắng này. Thắng không? Khả năng là không thắng được. Con cây này nó nhiều đồ quá rồi. Nó trâu quá rồi. Phải có chống chống lé, chống hồi máu thì mới ăn nổi được con này. Đấy, nhưng mà không sao, hai đứa hòa với nhau thì cũng được. Đánh trận này nhá, bây giờ tôi đánh với anh em là trận này là tôi không hề là cover với thằng bạn tôi đâu nhá. Đấy, nhưng mà trận này nhá. Mà đánh khéo ấy thì là hai thằng là top 1 top 2. Đấy. Là có thể chơi được top 1 top 2. Đánh khéo mặc dù là anh em thấy ồ đây rồi. Mai đợi mai nhưng mà muộn bố rồi anh em ạ. Tôi cứ đợi mãi rồi mới ra Agli nhưng mà bây giờ tầm này muộn rồi. Tầm này là Evil Clive sắp lên 3 sao là dồn đồ cho Evil thôi chứ dồn gì cho cái con Agli. Đấy, còn nhưng mà tôi đang nói đến sở cái công việc là anh em nhìn thấy là bây giờ tôi đang level 9 đúng không? Và tôi đang chơi God Clive. Đấy, cái thằng đang chơi 6 Clive, 6 Glacier nó đã lên tới level 11 rồi. Đấy, anh em có thể nhận thấy là cái thằng Evil nó đang lên level 11 và đã đủ cái bộ tối thượng của bộ Clive là 6 Clive và 6 Glacier. Đó, anh em cũng có thể thấy. Và bây giờ là nó là khó cho cả tôi với cả cái thằng Feather đúng không? Cái thằng Hàn Quốc đúng không? Đấy, nhưng mà anh em có tin là bây giờ nhá, tôi với cả cái thằng Hàn Quốc nó đánh khéo mà tôi với nó là nó coi như là dắt tay nhau vào chung kết đâu. Đánh khéo vẫn ăn được nhá, đánh khéo vẫn ăn được thằng này luôn. Phải đánh khéo. Đấy. Anh em nên nhớ là bây giờ tôi là còn 73 máu và cái thằng bạn tôi ấy là nó vẫn đang là 48 máu, tức là cả hai thằng còn đang rất nhiều máu. Đấy, đang có cái lượng máu nhiều hơn với cái thằng ở level 11. Vậy là chúng tôi vẫn đang có thể là đang giữ máu được cho đến khi mà nó form đủ bộ 2 sao, 3 sao. Thì lúc đấy là tôi phải khẳng định với anh em là tôi có thể ăn được cái bộ Clive tối thượng. Đấy, cả hai đều đang giữ máu rất tốt nhá.
Đấy là chính là cái lý do tại làm sao mà tôi bảo với anh em là cái máu nó quan trọng lắm ở trong cái con game này. Chứ còn không phải là tiền đâu anh em ạ. Tiền rồi dần dần nó sẽ có thôi. Nhưng cái máu nó rất là quan trọng. Giữ được máu là sẽ là top. Đấy. Và đây nó là vào top rồi nhá, vào top 3 rồi đấy. Đấy, còn nếu mà để vào được top 1, top 2 ấy, thì đây, đến cái giai đoạn này nó lại sẽ là phải là cái sự khéo léo của những cái người chơi mà có kinh nghiệm. Đấy, nó sẽ được top 2. Đấy, những cái người chơi mà khéo léo hơn, những cái người chơi mà có kinh nghiệm hơn. Đấy, mặc dù là với cái đội hình yếu hơn. Ui, tôi chết rồi, đấy, tôi bị nó bắt ngay con ca lông này. Rào này có vẻ không an toàn cho lắm. Rào này khả năng bị đẩy nhiều, nó là rất cao này. Khi mà con Doom của nó combo nó cũng đẹp cơ, nó cũng Doom được vào hai con quan trọng nhất của tôi cơ. Hai con gây đam được thì nó Doom vào mất rồi. Xong rồi. Khả năng rào này con Doom vẫn sống. Con Doom vẫn sống kìa. Ui, sợ thế. Ca lông, ca lông, ca lông, ca lông. Ui, ca lông bị Doom rồi anh em ơi. Xong rồi. Ờ, nhưng mà vẫn giữ được máu tốt cơ. Ờ, anh em thấy không? Đấy, tôi là cũng chỉ bị lọt một con thôi. Đấy, tôi bị lọt một con này anh em ạ. Thậm chí là tôi còn không bị lọt cơ. Nhưng mà bây giờ sắp tỉnh lại rồi. Ca lông tỉnh lại, lại bắn được rồi. Ok, lại vẫn tỉnh. Ui, hay quá anh em ơi. Đấy, round này vớ vẩn lại vẫn hòa nha anh em nhá. Tôi cứ nghĩ là tôi bị đẩy nhiều máu khi mà con ca lông của tôi là bị bắt bởi con Tabu Witcher cơ. Nhưng mà không anh em ạ, tôi lại vẫn có thể giữ máu hòa với thằng bạn tôi ở round này. Đấy giời, quá ổn. Chúng tôi nhá là không hề có gọi là cover nhau nhá, không hề team up. Đấy, thậm chí là nó vừa để cái con Tabu nó kê ở dưới đít rồi nó ăn cái con ca lông của tôi đấy, anh em biết là như nào. Hoàn toàn là đây nó đang đấm tôi đấy, đấm trực tiếp tôi ấy. Tí nữa là nó vào nó cắt chuối tôi xong à nó đấm tôi top 2 là anh em sẽ thấy là nó chào tuần cơm. Anh em cứ tin ở tôi, tí nữa top 2 là sẽ chào tôi. Anh em tin không? Anh em cá với tôi không? Đấy. Có nhiều người như thế, có nhiều người là sau khi đấm tôi mới chào. Và đây tôi khẳng định là tí nữa nếu mà tôi top 2 thì anh em sẽ thấy là cái những gì tôi nói nó là đúng nha anh em nhá. Anh em cứ đợi đi. Rồi. Mà đấy anh em thấy là cái thằng Evil nó vừa bị cắt chuôi kìa. Anh em cũng có thể thấy là đấy chưa chắc đâu, lên được Clive tối thượng chưa chắc là top 1 đâu nhá. Không dễ thế đâu anh em ạ. Không dễ thế đâu, không dễ thế đâu. Rồi xem là top mấy. Lên nhớ là Evil đang đánh với cả hai người đang ở cái mức rank trình là trình Queen 3000 điểm top server. Tranh thủ khoe tí. Đấy nên là nó cũng sẽ có sự khác biệt đấy. Chứ không đơn giản là với một cái đội hình mạnh hơn là đã ăn được đâu. Rồi, từ từ đã anh em. Từ từ bình tĩnh, 50 tiền mà tôi đã nói rồi. Đến cái đoạn này thì là 50 tiền nhá anh em nhá. Đoạn này là 50 tiền dừng lại roll. Và chúng ta cũng chỉ chơi ở 9 thôi. Chúng ta không có lên 10. Bộ này là không cần lên 10 anh em ạ. Chơi ở 9 và form toàn 3 sao, full 3 sao. God of War lên 3 sao này, Khan 3 này, Ca Long thì 2 sao thôi. Đấy, nhưng mà những cái con còn lại thì những cái con Clive còn lại sẽ lên 3 sao hết nhá anh em nhá. Rồi. 6 Glacier, 6 Clive, mạnh đấy. Tất nhiên là cái tầm này tôi nghĩ là tôi vẫn chưa thể ăn được đâu. 6 Glacier, 6 Clive rất mạnh. Tôi sẽ còn thua cho đến khi cái con God of War lên được 3 sao. God of War lên được 3 sao thì ăn được. Không cần phải Ca Long 2, God of War lên được 3 sao là ăn được. Ok. Bây giờ chúng ta roll con God of War lên 3 sao đã. Cứ từ từ anh em nhá, cứ 50 tiền thôi, bình tĩnh. Bây giờ đang thua cả hai đấy. Nhưng mà máu của tôi vẫn đang là nhiều nhất, 50 máu. Vẫn rất ok. Vẫn rất ok anh em nhá. Vẫn đang là cái người nhiều máu nhất ở trên bàn cờ này. Ui thằng kia nó lên được 12 rồi kìa. Thôi chết mẹ rồi, lên được 12 nó kẹp được Kira anh em ạ. Thế thì thế thì hơi 11 thì còn có cơ hội đấm, nhưng 12 là kẹp Kira vào thì vãi đái lắm. Chết rồi. 11 thì nó lại gọi là tối thượng lắm rồi đấy. 11 là 6 Clive, 6 Glacier, nó gọi là bố của tối thượng rồi. Thế mà nó còn lên được cả 12 nữa. Nó kẹp được thêm Kira vào nữa thì tôi đỡ thì nó được đây. Thế thì chắc là tôi dãy cái top 2 thôi anh em ạ. Bây giờ phải xem là cái thằng hot này này. Cái thằng hot 1108 này nó có ăn nổi cái thằng kia không. Hồi dãy top 2 vậy. Chuyện này khó à. Thằng kia nó lên được Kira thì nó tối thượng lắm.
Ôi ôi, cấp điên à. Căng thế, căng thế. Thôi chết rồi, mất nhiều máu đây. Cái tầm này mất nhiều máu đây này. À, súng 2 sao. Đây rồi, một con God of War nữa thôi anh em ạ. Phải có God of War lên 3 sao nhá anh em nhá. Anh em không thể đánh giá thấp cái con God of War đâu. Thôi được rồi, round này sẽ xả tiền mạnh. Xả tiền mạnh anh em nhá, round này phải xả tiền mạnh không. Nhận thấy là máu xuống thấp là phải xả tiền luôn. Ok, hết tiền luôn. Trứng này, trứng cho cá lông thôi. Đây rồi, từ từ nha, bây giờ phải giải tán cái hàng chờ thật nhanh. Thiếu một slot, bán rơi đi thôi. Rơi tí nữa tìm lại sau anh em nhá. Bây giờ tôi cần những cái slot cho con God of War và cái con Agali, con Evil Clay, những cái con quan trọng hơn. Càng quá nhờ, thằng này nó lên được 12, nó kẹp đúng Kira vào anh em ạ. Khỏe quá rồi. Ăn nổi không? Ui xôi ơi anh em ơi. Ui xôi. Vẫn ăn được đấy. Ui dự báo tốt quá nhỉ. Được đấy. Lên được con heo của Clay lên 3 sao mà nó khác nhỉ. Đây rồi, Evil này. Roll tiếp rồi anh em. Máu tụt thì roll thôi anh em ạ. Giữ làm cái gì đâu. Rồi ok. Tôi round này tôi sẽ roll hết tiền. Có được vua. Thôi từ từ đã nha, bình tĩnh. Từ từ. Rồi dừng lại thôi. Lấy một lãi suất round sau anh em ạ. Bởi vì bây giờ còn có 10 giây thôi. Nếu mà chẳng may mà nó ra được có quá nhiều con là tôi không kịp để tôi có thể roll bài đâu. Giải phóng cái hàng chờ đâu. Chúng ta dừng lại đã. Dừng lại cho round sau anh em nhá. Ui tôi lại bị thằng này kê đầu này. Bạn bè vãi đái thật. Vãi đái thật tê anh em ạ. Mẹ kê con ấy. Nhưng mà may quá con ca lông của tôi là có giáp phản. Nó kê ngay con tabu để nó cắn cái con ca lông. Khiến cho cái ca lông của tôi là không tung trưởng được. Nhưng mà đấy anh em thấy không, giáp phản nó hiệu quả lắm. Tôi đã lấy sẵn cái giáp phản rồi. Ui anh em ơi, anh em nhìn bên kia kìa. Anh em nhìn cái bài bên kia đi. Tôi vừa đẩy cái thằng kia 10 máu. Rồi ôi anh em thấy không. Chưa biết thằng nào ăn thằng nào đâu anh em à. Tôi vừa đẩy thằng Evil 10 máu đấy. Và tôi cắt chuỗi luôn của cái thằng Feather. Anh em thấy chưa? Và tôi vẫn đang ở level 9 anh em nhá. Đang đánh ở level 9 và đấm cái thằng Clay tối thượng. Đấy, 6 Glacier, 6 Clay kẹp được cả Kira. Kẹp được cả Kira vào rồi. Và vẫn cái bộ God Clay này vẫn đấm như con luôn. Là anh em biết là như nào. Đấy, thấy chưa? Kinh nhờ. Em thấy căng không? Quá căng. Đấy, còn bây giờ God of War tôi ở lên được 3 sao thì tôi nghĩ là không còn có cái cửa nào cho thằng Clay nữa rồi đấy anh em ạ. Không còn cái cửa nào cho thằng Clay rồi. Còn bây giờ thằng Feather thì tôi cũng đang lấy đồ để counter Feather rồi mà. Đấy chính là gây bản thân tôi là ngay từ đầu xác định là đấm với Feather late game đấy. Tôi đã bảo là gặp kỳ phùng địch thủ là phải xếp counter, phải lấy đồ counter luôn, kỳ phùng địch thủ luôn, như còn ngại gì đâu. Rồi, lấy đồ gì đây? Cướp điên cho Calum. Thêm đam. Không. Nó sẽ phải là cái chén thánh. Bây giờ lựa chọn sai đồ là ăn cướp. Không, anh em ạ, chén thánh. Round này nó sẽ phải là cái chén thánh cho Calum. Chắc chắn rồi. Bỏ cái búa xét ra. Ok. Bây giờ nó cần là cần gì? Cần là phải trâu. Châu nha anh em nhá. Đam thì ca lông một phần thôi anh em ạ. Một phần thôi. Đam ca lông một phần thôi. Còn cái phần còn lại ấy, hãy để cho God of War. Nó sẽ đảm nhiệm phần còn lại. Nó sẽ gây đam nha anh em nhá. God of War trong bộ 6 Clay rất châu. Và God of War này thực ra là trong bộ 6 Clay nó đã châu rồi. Nó lại còn ở trong cái bộ mà có giáp to nữa. Nó cũng chẳng cần đồ. Đấy, và cứ hết cooldown là nó sẽ tung trưởng thôi. Rất to, rất khỏe. Anh em thấy đây này. Thôi xong rồi. Ui rồi Evil chắc chắn đã đi rồi. Round này đấy, cứ đứng thẳng mặt con God of War mà đấm thôi. Đấm bao giờ God of War mới chết. Ơ 3 giây chết luôn ấy hả. Nhưng mà không sao, God of War chết thì nói chung là cũng không thể sống được.
Kẹp Kira vào rồi đấy anh em. Kẹp Kira vào rồi nên nó mới khỏe thế đấy. Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi. Evil Clay lên được 3 sao. Được quá anh em ơi. Ôi, cái trận này nói chung là anh em Quang Trần quá xui. Khi mà trận này máy nó lại không cho. Đấy thằng này anh em thấy để không? Nó thằng này nó cứ luôn là ke cái con AM vào dưới đít này. Để nó bắt cái con ca lông của tôi này. Anh em thấy không? Đúng hướng luôn. Sợ thật sự đấy. Nó ke lúc nào nó cũng để cái con ở cái vị trí đấy. Sợ quá anh em ạ. Để tôi cướp Doom của nó nhá anh em nhá. Tôi sẽ cướp Doom của nó. Ok, tôi nhảy sang bên này. Không, nếu ai nhảy bên đây. Ok bạn ơi. Rồi. Cướp được Doom rồi anh em ơi. Rồi, hay quá. Không có combo bạn ơi. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ăn rồi, ăn rồi, ăn này. Ăn này, ăn này, ăn này, ăn này, ăn nhiều không? Ăn nhiều không? Ăn nhiều không? Rồi, tôi còn tới 4 con cơ anh em ạ. 4 con này thì chắc là dũng rơi vào tầm khoảng chục máu là ít. Ồ, toàn 3 sao. Nhiều máu đấy, không ít đâu. 5 con chứ đâu phải 4 con. Ồ, thế cũng phải chục máu đấy. Bao nhiêu máu nào? Ui xôi, 13 máu anh em ơi. Cái bộ Feather này nó không kẹp được cái con giữ máu vào. Nên là cứ đẩy là mất rất nhiều máu. Ok, tôi sẽ roll hết tiền luôn rao này luôn anh em nhá. Khó đi rồi, rao sau chắc chắn đi rồi. Nào, để coi như là thỏa mãn anh em Quang Trần thì cho xin thêm như là con nữa thôi. Một con Akali nữa thôi. Con này lên được 2 sao cũng được. Thực ra lên được 3 sao đấy. Nhưng mà thôi, tôi để dành cho con Akali. Không lên được con Akali anh em ạ. Còn 10 máu. Này này, cướp thỏ anh em nhá. Vừa lấy cướp Doom rồi, bây giờ cướp thỏ. Cướp thỏ luôn. Ồ, ồ, ok. Xong chưa bạn ơi? Round này không xong thì cũng chỉ round sau được thôi. Tôi nói chung ấy, tôi đã dành tất cả để đấm thằng này rồi anh em ạ. Yên tâm. Cái con God of War đấy, chính là cái con này đấm cái bọn Feather đấy anh em. God of War nó đẩy Feather mất nhiều máu lắm. Bóng biết các thứ nó đẩy nhanh lắm anh em. Đấy, anh em nhìn cái đam của God of War là thậm chí nó còn hơn cả con Kalong. Anh em thấy cái đam God of War hơn Kalong luôn. Đấy, anh em biết là con God of War này nó rất là uy tín để nó counter ở cái bộ này. Thôi xong rồi anh em ơi, 10 máu thì chắc chắn đi rồi. Còn một mình con cây thôi bạn ơi. Ui xôi ơi, anh em thấy không? Kỳ phùng địch thủ thì cũng bay màu thôi anh em ạ. Ui bạn ơi, chào tôi đi, chào nhanh lên. Ui xôi ơi, không kịp chào rồi. Ui xôi. Chán thế nhở, sao bạn không chào? Chào một cái thì tôi đỡ phải coi như là ra ngoài để chứng minh cho các anh em xem kênh. Trời ạ. Khổ, thằng này nó hay vào xem tôi chơi lắm. Thôi được rồi, để anh em cứ bình tĩnh. Đây này, tôi cho anh em xem. Đây này, anh em thấy chưa? Đấy, anh em thấy không? Đấy, thằng này bạn tôi mà. Đây, dồn đồ cho súng này. Đấy, đồ này. Blink cho Grim với cả hai cái món đồ chủ yếu là cây với súng thôi. Đây này anh em thấy không? Có đăng ký nhá. Có đăng ký đấy anh em thấy không? Tôi bảo rồi, đây người quen mà. Đây anh em thấy không? Fan hâm mộ của tôi đấy anh em ạ. Top 99 server thế giới đấy. Đang ở mức rank queen 3800 điểm. Đây rồi, tôi cho anh em xem chiến tích nhá để anh em xem. Anh em thấy chưa? Đấy, anh em thấy có phải là toàn Feather không? Tôi đã bảo là đây là một chuyên gia Feather. Anh em có thể thấy là spam Feather rất nhiều và toàn top thôi anh em ạ. Đây này, Feather là một hàng top 1, top 2, top 3 toàn Feather luôn. Tôi đã bảo rồi, bạn tôi chơi gì tôi biết ngay. Đấy, và tôi cũng là, đây là một trong những cái người mà tôi tham khảo chơi cái bộ Feather rất nhiều, chơi rất hay. Phải nói là chơi hay nhất trong game này luôn đấy. Nếu mà anh em muốn là trau dồi thêm cái kỹ năng chơi Feather thì tôi nghĩ là anh em hãy theo dõi cái ông bạn người Hàn Quốc này. Nó sẽ là một cái tham khảo rất tốt cho anh em nhá. Rồi, và cuối cùng xin được chúc mừng sinh nhật anh em Quang Trần. Và anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Trận này thôi thì không lên được cái con Akali thì anh em chọn cái clip bên trái để xem con Akali nó làm co trong bộ Akali God Clay thì nó mạnh đến cái cỡ như nào anh em nhá. Đảm bảo với anh em luôn, kỵ sĩ bất tử hay lắm anh em ơi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một cái con kỵ sĩ bất tử khác, con Avenger Clay. Avenger Clay kỵ sĩ bất tử khi mà tôi kết hợp hai cái bộ châu chó nhất ở trong game là bộ Clay và bộ 6 của Berlin. 6 Clay, 6 của Berlin, cực kỳ châu chó luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc.
hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.